con má này dữ quá. Cái mồi đóng lên rồi đó. Mệt quá. Sáng giờ đến vậy 20-30 kèo rồi mà con mồi sung, càng đến càng sung. Anh Diệu ơi. Về thêm con nữa kìa. Trên đầu rồi, trên đầu lục rồi, trên đầu lục rồi, đang đâu, chém đâu, trên đầu lục, từ từ đừng xúc khoăn. Gài trước đi. Đâu rồi? Đấy. Đây là nó đứng đâu trên này, lại mới đứng chém trên này mà tao mới thấy mà. Mồi nè. Mới thấy nó đứng trên cái lục chém. À đây, qua bên này nè. Đây này, 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 này. Qua cặp cái cần cái bên anh yêu ạ. Nó luôn đi. Được được cũng được nhân. Mày địt bay xa thế. Anh bỏ gần con mồi về với con mồi mãi đâu có chơi. Bỏ bên cạnh bên kia kìa, cái cạnh thấp thấp bên kia kìa. Đấy. Đấy đúng rồi. Nó về lại rồi thì vậy à. Đấy, lao 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 đấy. Anh em thấy mãi không? À, bội về cái là ra bồ líu liền. Rồi qua bên này rồi nha. Đang qua bên này rồi. Đang qua chiến con mồi chày của mì tôm rồi. Bụp. Ui về con nữa, về con nữa. Con nữa, con. Đây đang bụp nè, bụp nè. Bụp. Chạy đâu cho thoát thế đây rồi mà nhào quá rồi đấy ơi, chạy đâu cho thoát. Mày chạy được tao cho mày tiền, tao cho mày thêm tiền. Mày mà chạy được tao cho mày thêm tiền. Ôi em mau anh Hiếu, từ từ con anh Hiếu ơi, anh Hiếu con. Con ốc mít. À con ốc mít. Thôi đi bắt đi, lấy chim đi. Ôi con nào chém đi mày? Hả? Má nào chém? Sết mỗi má thì má nó chém. Má một bao sung. Let's go. Rồi chào anh em nhé, hàng kèo khác nhé.
Anh đang Bình Phước em à? Đắk Lắk chứ. Đắk Lắk về Bình Phước rồi.